mua mắc xe là coi như là vì đây không vật học là văn học kịch và một cái biến kịch thôi, cho nên là bây giờ mà thì giờ đâu mà đi sâu vào từng vở. Thì các chúng ta biết là Bố Mắc Xe là một nhà viết kịch nổi tiếng, và ông này có cái ví dụ như là Le Bắc Nhi CV, người ta tạo thành CV Đám Cưới Figaro, để sau đã biến thành cả nhạc kịch các thứ, hay là Người Mẹ Tội Lỗi. Thế còn Vondoni cũng là một nhà viết kịch nổi danh và nhiều vở, trong đó có những cái vở nổi tiếng như là Cô Chủ Quán. Còn Lessing thì là ở Đức, thì ông này là vừa nhà lý luận, ông này là có cả một kho lý luận gọi là kịch học thành Hamburg. Thế và trong khi pháp mà thể thắng mà cái nhắc thì phải nào cũng phải nói đến ông Lessing. Thì ông Lessing có vở nổi tiếng tức là vở Nathan Nhà Điền Chiết. Thế còn Schiller thì nhiều chúng ta đã biết, Âm Mưu Tình Yêu, những tên cướp. Goethe thì chúng ta biết là Goethe ta chưa có diễn vở nào, nhưng mà cái vở nổi danh khắp thế giới là vở Faust. Nhưng mà đấy là các tác giả, chứ còn chính khi ông lý luận mà về xuất ra kịch ánh sáng thì phải biết không hay. Thì cái đó là công bằng lịch sử thôi. Ông có công về mặt khai sáng, nhưng mà ông không phải là nhà văn, hay là cũng là nhà văn nhưng không phải là nhà viết kịch giỏi, thì nó cũng hay. Thế bây giờ tôi nói thêm một số cái là cái này. Đứng về xây dựng nhân vật thì ta cần thấy sự khác biệt. Ví dụ như là kịch thời cổ đại Hy Lạp thì cái bi kịch của Oedipus là ở chỗ nào, là do cái gì? Ta ngừng lại tí trao đổi nữa. Mọi người nói rồi nè. Bi kịch cho thời gian động của anh Vân. Anh Vân đứng về mặt nhân vật mà nói, chứ tôi không nói về cái xung đột. Xung đột ở Oedipus thì ta biết rồi, nó là giữa định mệnh và thân phận con người là của Oedipus. Nhưng mà đứng về nhân vật thì cái mà gây nên bi kịch của Oedipus là cái gì? Yếu tố gây nên bi kịch của nhân vật Oedipus. Hay là tôi nói luôn cái này cho nó dễ này. Yếu tố gây nên bi kịch ở Oedipus của nhân vật Oedipus, hay là yếu tố gây nên bi kịch ở nhân vật Hamlet, yếu tố gây nên bi kịch ở Hamlet, thì nó khác nhau cái gì? Sao thế? Lặng lẽ ra rồi. Oedipus là bi kịch, là xung đột, là xung đột giữa định mệnh và thân phận con người. Nhưng ở nhân vật Oedipus mà nói, cái gây nên bi kịch ở trong Oedipus là do cái gì? Cái hả? Cô Hà định hỏi cái gì? Hả? Thế thì nói luôn thì
Thế thì bây giờ Oedip là một nhân vật. Thế cái nhân vật Oedip mà sở dĩ là rồi phải đi đến một cái nghi kịch là do yếu tố nào? Hamlet là do yếu tố nào? Hoặc là Romeo Juliet là do yếu tố nào? Một phép là của mà tôi đã kể cho chúng ta nghe đấy thì là do yếu tố nào? Ta nên phân biệt giữa cái yếu tố của nhân vật với xung đột kịch khác nhau. Oedip sau đó phải tự trừng phạt mình, móc mắt và tự đẩy mình ra một cảnh hoang vu. Nhưng mà cái lỗi của Oedip là ở chỗ nào? Lỗi của Oedip là muốn đi tìm sự thật, đi tìm sự thật để gọi là lỗi. Thế là phúc. Đi tìm sự thật thì đáng ghét quá. Có phải là do mê tín mà tin không nhỉ? Do là mê tín quá mà tin cả những lời của thầy. Ừ, đấy, nó có tin cái gì đâu mà. Nó đẻ ra, lúc như nó còn bé, bố mẹ nó phải mang đi ném mà. Mà tin trong cả thì mình làm không gì vậy? Oedip tự trừng phạt thế gì? Khi đã tự trừng phạt tức là nghĩ rằng là mình có lỗi. Các bạn, nếu không nghĩ rằng mình có lỗi thì sao lại tự trừng phạt? Thế nhưng mà khi Oedip nghĩ rằng mình có lỗi thì lỗi ở chỗ nào? Không phải do mình gây nên. Hả? Không phải mình gây nên. Hả? Nó không phải do ý thức của mình. Nói to nói rõ ấy. Lúc thường cô nói to lắm chứ. Cái nhà tôi có ấn tượng về cô luôn. Bảo ra cái cô nhìn cô nói to thế nhỉ. Cái thế nào mà đầy nó chán là cái nào. Cái nói to nó ở miệng đấy chứ nó chán nó có lỗi gì đâu nhỉ. Oedip tự trừng phạt và Oedip tự thấy là mình có lỗi muốn trừng phạt, chứ nếu không nghĩ mình có lỗi thì mà trừng phạt. Thế nếu trường hợp ấy thì lỗi là lỗi tại cái gì? Oedip là có lỗi ở hành vi, chứ Oedip không có động cơ gì ở đấy cả. Đó là hành vi thì có lỗi, tức là một cái lỗi mà mình không có ý định, nhưng mà về hành vi thì do hành vi ấy mà gây nên lỗi, chứ không có động cơ gì ở đấy cả. Đó là cho nên sau cái xung đột thì ta nói là xung đột là Oedip là định mệnh và thân phận con người, đấy là xung đột. Nó có lên kể cả vở, nó nói là cái tư tưởng ấy, cái chủ đề ấy và cái tư tưởng chủ đề ấy. Thế còn phân tích về nhân vật thì ta thấy là Oedip là cái mà gây nên kịch, và về do cái nhân vật Oedip là do hành vi. Hành vi tức là việc làm. Anh có đánh chết bố không? Có. Thì anh có lấy mẹ không? Có. Thế thì tất cả nó đều có, tức là có hành vi nhưng mà không do tư tưởng, không do quan niệm mà cũng không do tình cảm gì cả. Cho nên đứng về nhân vật, ta thấy nhân vật của Oedip là những cái gây nên cái lỗi của Oedip là do hành vi mà không có một động cơ tư tưởng,
không do một quan niệm gì cả. Nó hít chả hề có quan niệm rằng là giết bố là ai, cũng không hề có quan niệm mà lấy mẹ là được. À, không hề. Đứng về tính cách thì không phải là do tính cách, mà những hành vi thì lại là có lỗi. Một cái lỗi nếu mà theo tòa án như là ta gọi là nó như là nếu mà trong án khác trong giết người người ta gọi là mộ, do không biết. Thế đấy là về ở đích. Thế các nhân vật của Otello, đứng về nhân vật mà nói, mà sinh ra kịch là do tại cái gì? Ví dụ như Otello, Macbeth, Hamlet là do tại cái gì? Oedip thì là do hành vi, không phải do cá tính, mà cũng chẳng phải là do một yếu tố nào về tâm lý, hoàn toàn không biết gì. Nó là một cái ngẫu nhiên như thế, ngộ sát. Giết bố thì gọi là ngộ sát, thì lấy mẹ chả thích gọi nó là ngộ gì. Chứ còn Otello với Hamlet với Romeo Juliet thì cái đứng về mặt nhân vật thì là do cái gì mà gây nên bi kịch? Khi nói cái so sánh giữa Hamlet với Oedip thì nó khác nó quá đi chứ làm sao mà để nó khác nhau quá đi chứ. Thì các nhân vật của Shakespeare thì ta đã biết rồi, là đặc điểm nhân vật của Shakespeare nó là những nỗi đam mê lớn, là những nỗi đam mê lớn. Mà như thế thì ta phải nói là thế này: đam mê là một yếu tố của tính cách. Và có con người sinh ra đời nó cứ bằng bạc, bố biết chẳng yêu cái gì đến nơi trốn cả, bố cũng chẳng ghét cái gì đến nơi trốn cả. Nói xuôi ông cũng vượt già vượt cù, nó ngược cũng vượt già vượt cù, người cũng có cá tính. Còn các nhân vật của Othello, của Shakespeare này, một cái đam mê mãnh liệt. Thế thì nếu Oedip về mặt cá tính xảy ra kịch là do hành vi, không do cá tính. Ta chả biết cá tính của Oedip là gì trước khi xảy ra chuyện, mà ta chỉ biết là sau khi chuyện đã xảy ra rồi thì phải thừa nhận rằng Oedip là một con người chân chính. Khi thấy mình có một cái lỗi lầm, mà cái lỗi lầm ấy không phải do mình tích lũy gì nên, nhưng đứng về hành vi thì mình đã làm một việc loạn luân, mình đã làm một việc vô đạo đức là giết bố và lấy mẹ thì tự trừng phạt. Chứ còn toàn bộ việc giết bố và lấy mẹ là hoàn toàn không do cá tính, không do quan niệm, chẳng do tư tưởng gì cả. Đã. Mà cái đó phải nói thẳng là từ đâu thì là do là định mệnh. Đấy là nói về xung đột kịch, nhưng nói về nhân vật thì là do hành vi. Anh tự trừng phạt vì cái hành vi ấy, chứ không phải là cái hành, tất cả những tội lỗi ấy là bộc lộ ra một tính cách. Thế còn nhân vật Shakespeare, đứng về mặt nhân vật gây nên bi kịch là do tính cách. Nó khác nhau chỗ chứ. Macbeth không tham quyền cố vị thì làm sao có thể ra mấy cái việc. Romeo Juliet là Romeo Juliet mà không yêu nhau đến cái mức như thế mà gặp khó khăn là Oradui thì điều gì mà thành bi kịch. Hamlet thế mà không có ưu tư, không phải ưu tư cho số phận cá nhân mà ưu tư cho toàn xã hội mới tự đặt ra câu hỏi tồn tại không tồn tại. Nếu không do cái tính cách ấy thì làm gì có kịch bi kịch của Hamlet. Vậy thì kịch của Oedip là do hành vi, mà kịch của Shakespeare là do tính cách tạo nên, đứng về mặt nhân vật mà nói. Thế nhưng cái vở kịch của Cockney hay là của Racine thời cổ điển thì do cái gì?
Ví dụ như phép TG đi đánh trận xa, ở nhà lưu con chồng, thì giữa tuổi cũng giống như đạo phổ đi với chủ đình chênh lệch. Hiểu không? Yêu yêu tỏ tình nó không nhận lời. Đến lúc mà là lại được tin chồng sống, thế và chồng về lại biết rằng là nó đã không yêu mình, chớ nơi lại còn yêu cái gì, ghen lên, thế mới nhờ người đời tớ nói tố cáo với chồng bịa ra chuyện, nó định mình có hành động hỗn sợ với mình, định làm nhục mình, thế là ông bố ông bèn chỉ là nguyên rùa thân con. Mà ngày xưa từ nhau trong hệ thống tôn giáo là khủng khiếp đấy, cũng như là trong mọi sắp xếp mà ông ông từ đang đi thì là thành chuyện bây giờ là vì thần ông tên là chủ tạng, sau đó hết là thân hận và cũng tự sát. Thế thì nhân vật của bi kịch cổ điển là do cái gì? Một bên là hành vi, cổ đại là hành vi, Shakespeare là do tính cách, thế còn nhân vật cổ điển là do cái gì? À. Cái gì nói sau anh? Nó có nói nhỏ thế nhỉ? Thì bù cái lụa bù cho đi duyệt một tí nhỉ? Do cái gì nó to lại cho nó? Hả? Nói to đi. Do bảo vệ danh dự. Nhưng mà cái thúc đẩy phép đi đến yêu con chồng, rồi sau đó từ cái chỗ yêu con chồng không được, rồi là nổi ghen, ghen được trả đũa, lại vu khống cho người ta, rồi cuối cùng mình thấy được cậu đó của mình nó xấu xa quá, tự lắm. Cái nguyên nhân xảy ra cái đó là do cái gì? Do cái đam mê mù quáng. Nói thì bây giờ khi hỏi đến phép, tức là mình đang hỏi kịch thời cổ điển, thì mình phải liên hệ một tí những cái mà tôi đã giảng rồi, tức là kịch của chúng mấy cổ điển nó khai thác ở trên mặt nào. À. Tức là kịch cổ điển mất thăng bằng giữa lý trí và tình cảm. Tức là chứ còn Romeo Juliet không thể nói là mất thăng bằng giữa lý trí và tình cảm được. Lý trí hai bên có họ cứ yêu nhau thế mới gọi là lý trí chứ, chứ vì thích thù nhau là chuyện bất hợp lý. Sao là ngày là yêu con chồng thì đúng phải lý thì thế là không nên, đúng không ạ? Thế nhưng mà thì tình cảm mãnh liệt cho nên nó các nhân vật bi kịch của chủ nghĩa cổ điển thường là sự mất lý trí, là mất thăng bằng giữa lý trí và tình cảm. Thế còn cái lý trí đây có thể là lý trí về phương diện danh dự, lý trí về phương diện tổ quốc, lý trí về phương diện gì đấy là loại đấy. Trong lòng là có cái đấu tranh giữa cái đúng và cái sai. Chưa Romeo Juliet, các bạn có tìm thấy một đoạn nào mà nó nói như là vở kịch Lê Viết nói không vậy? Nếu mà tôi mà khách đấu gương với Trung Duyên, tôi có mắt Trung Duyên thì tôi sẽ mất Trung Duyên. Nhưng mà nếu mà tôi về đấy thì tôi sẽ là đứa con bất hiếu, đứa con cứ hai cái chồng đẻ ấy nó đấu tranh với nhau. Chứ còn Romeo Juliet chả có cái đoạn nào mà ngồi bàn về cái chuyện là hai họ nó thù nhau như thế này thì mình có nên yêu nhau hay không. Nhưng mà nó yêu là nó cứ yêu, và mày đã không cho họ hàng là không cho ông lấy, cho bà lấy, để bèn đưa nhau đến nhờ mục sư làm lễ cưới bí mật. Chứ nó làm gì có cái dây dứt kiểu xích
cái sự đam mê, và cái đam mê không bị một cái xung đột như kiểu kịch cục này. Thế còn nếu mà nói về vở kịch thì người ta có thể nói đó là cái xung đột giữa cái phát triển tính cách bình thường của con người với lại cái tập tục vô lý của phong kiến. Trai tài gái sắc nó yêu nhau thì đó là một cái phát triển bình thường của tính cách con người. Nhưng mà vấp phải cái gì? Vấp phải cái tập tục hành tù gia tộc của phong kiến. Cái này khi nói về chế độ phong kiến thì nhiều tác phẩm đó. Ngày xưa Mã Phong có cái làng cũng đánh nhau kịch liệt, ngay cái làng Lạc Đạo mà tôi ở lúc sơ tán, là các cái đoàn tuồng, nhà tuồng với chiếu ở xóm Xanh Huy, xóm Dứ, cái gì tôi ở xóm Dứ Bắc. Đấy, phải nói là cái ở giữa là mấy cửa ruộng, giữa con đường ruộng cái này, hai bên là cầm xào, cầm cái cây tre hót ngọt, hai bên đánh đâm nhau như thế, trong thời kỳ cũ. Chỉ mâu thuẫn giữa xóm giữa với xóm chung vậy thôi. Nói là Oedip gây nên kịch là do hành vi mà không do động cơ, không do tính cách, cũng chẳng phải là mất thăng bằng gì giữa lý trí và tình cảm. Nhân vật của Shakespeare thì là do tính cách, sự đam mê quyền lực, tình yêu mãnh liệt, sự yêu thương cho cái số phận của cả một cái xã hội mà thành ra bi kịch. Ngoài cổ điển thì lại là do sự mất thăng bằng giữa lý trí và tình cảm. Cái lý trí ấy có thể là lý trí của danh dự, lý trí của tình yêu tổ quốc, có thể lý trí về tình hiếu đễ, có thể lý trí về danh dự gia đình, vân vân. Còn kịch ánh sáng, gây nên những tấm kịch của ánh sáng, hoặc là bi kịch, hoặc là hài kịch, thì là do những hiểu lầm và do những lỗi lầm do không biết. Đấy. Nó khác nhau ở chỗ ấy. Do hiểu lầm, do những lỗi lầm. Thế còn nó là hơi khác với lựa biết tí. Hiểu lầm tức là thế này: anh có biết cái việc đó nhưng anh lý giải nó không tới. Hả? Thế còn ví dụ như biết là hoàn toàn chẳng biết gì cả, không hề biết cái ông già ở dưới đường đó là bố mình, cho nên ông ấy chả phải là lỗi lầm. Hiểu lầm chả phải là hiểu lầm. Ta là một tướng công như thế, mà trên đường là các ngươi mình gây sự với ta như lão. Khi mà ngày xưa mà lão với nhau như thế là nó hiền thôi, chứ nó không phải lỗi lầm là nhận người này ra người kia, chả biết gì cả, hoàn toàn không biết, lấy mẹ hoàn toàn không biết gì, không có dính dáng, không có lỗi lầm gì ở cái chỗ cả. Đấy là hoàn toàn hành vi thì là ta, động cơ thì không ta, động cơ không phải do cá tính, không phải do tính cách, động cơ không phải do mất thăng bằng giữa lý trí và tình cảm. Ví dụ như cái Oedip như thế này thì sẽ là cổ điển. Oedip biết rằng nó là mẹ hay là cái gì đó, nhưng mà khi biết là mẹ rồi nhưng mà đấu tranh không được, và cái quan hệ ấy vẫn tiếp tục một cách luẩn lân. Thế thì là bi kịch kiểu cổ điển. Hoặc là do ham mê bản hành, là vì ngày xưa chúng ta biết ví dụ như Cleopatra các thứ. Chứ còn ánh sáng là do hiểu lầm, do lỗi lầm, do không biết, do nhận thức không nhận biết tất cả các vở kịch. Cho nên tôi nói là các vở kịch ánh sáng nhiều tiproco lắm, nhiều cái tiproco là những cái lầm lẫn, lầm người nọ sang người kia, lầm việc này sang việc nọ,
mà ông ánh sáng ông hơi tin hơi hơi. Ông cứ tưởng rằng loài người mà khi hiểu rõ sự vật thì sẽ khá lên. Thế đã may ông ánh sáng hơi tôi cho nên lúc đầu tôi đã nói ánh sáng hơi chủ quan ở cái chỗ đó. Và trên đời này nhiều khi biết rõ ràng nó vẫn không giải quyết được vấn đề, nó mới là cái khổ của con người chứ. Chứ đâu có phải là biết chân lý thì mọi sự đều. Người Việt Nam mình phải nói thẳng là thế này, thời bà Pháp nô lệ thì ai chả biết nô lệ là khổ, mà kêu khổ nhưng mà có phải ai cũng đi làm cách mạng cả đâu, có phải biết cái thì có hành động cách mạng đâu. Từ biết cho đến lúc có hành động là cả một quá trình và phải đòi một trình độ nào đó. Thế này thì thấy được như thế là tôi đã nói về một số khía cạnh của kịch thực hiện ánh sáng. Kịch thực hiện ánh sáng nhiều là kịch ra là của dân ta cũng thế, kịch của Vũ Mô Xe cả ba bộ, từ cả người hợp tạo thành CD, đám cưới Figaro, người mẹ tội lỗi, nếu mà là sự hiểu lầm, đều là sự hiểu lầm là sau đó là nhận biết, sau đó là nhận biết. Thế bây giờ nói đến cái công lớn của thời ánh sáng, sau khi nói đến cái cây sơ của nó, ít nhiều thì cũng phải nói là nó công công là đi vào cội nguồn xung đột của xã hội, thấy được cái xung đột xã hội chứ không như cổ điển ca ngợi sự ổn định của xã hội. Mà giai cấp tư sản người ta bắt đầu bức bối rồi, và chính vì cái bức bối ấy nó dẫn đến cuộc cách mạng 1789, tức là dưới thời kỳ ánh sáng là mới bắt đầu có chính trị drama, bi kịch là tragedy mà hài kịch là comedy, và chính kịch là drama. Từ thời ánh sáng mới bắt đầu có chính kịch. Tại sao nó có chính kịch? Thì cái quan niệm của ánh sáng là rất chuẩn ở cái chỗ là đời này đúng không? Nhiều khi cái vui buồn nó lẫn lộn, chứ còn ông gói ép cuộc đời này là buồn cả, rồi ông lại gói ép cuộc đời này là vui cả, thì nó cũng phải có. Nhưng mà nói chung cuộc đời có vui có buồn và có khi chẳng vui và cũng chẳng buồn, nhưng mà kịch chứ. Ví dụ như là tôi nói ví dụ như hai người lấy nhau, yêu nhau, lấy nhau sau cuối cùng không hợp chia tay chẳng hạn đấy, thì chia tay không nhất định là dẫn đến bi kịch. Cho nên mọi cuộc ly hôn không nhất định là buồn, đó là nó có khi lại quan niệm là ly hôn là một cuộc giải phóng, là vì hai người không yêu nhau mà bây giờ cứ suốt ngày nhìn đến nhau như này mệt quá, thế thì giải phóng đi và chẳng có ai. Nếu mà trường hợp để không có con nữa thì càng dễ. Còn tay ấy thì nhiều khi chia tay nhau con cái nó vẫn đến thăm hỏi nhau và đối đãi với nhau như đứa bạn, có phải vì không hợp mà thành thù đâu. Vậy thì có những cuộc ly hôn chẳng vui mà cũng chẳng buồn, nhưng mà nó là đời. Vậy thì anh chính kịch này đầu tiên nó là đây, tức là nó quan niệm là gò sân khấu vào. Ông đã đi kịch, ông chỉ được buồn, mà ông đã hài kịch, ông chỉ được vui. Thế thì tôi xin ở cái chỗ là nó chẳng vui mà cũng chẳng buồn, và nó là đời. Nó là đời, nó đẻ ra cái chính kịch. Thế thì thì trước đây ấy, và viết kịch thời trước ánh sáng, và viết kịch không ra bi kịch, chẳng ra hài kịch là vứt đi, là phạm vào mỹ học. Thế bây giờ tôi hỏi các bạn là chính kịch nữa là gì? Định nghĩa thể tài chính kịch, thế này tôi đã làm rồi. Bi kịch là gì, hài kịch là gì, và chính kịch là gì? Tôi nhớ trong phần sau khi nói về nghệ thuật thi ca,
thì có nói đến thể tài. Rồi bên cạnh cái thể tài là còn có một cái buổi nói tỉ mỉ một tí về tiếng cười. Sau đó mới nói đến cấu trúc, bố cục. Chính kịch là gì? Căn cứ vào đâu để mà biết thể tài một vở kịch? Đó. Thầy căn cứ vào hình thái của vở kịch. Hả? Thầy căn cứ vào cái hình thái của xung đột kịch. Thầy nếu mà nói rõ thêm lên cái hình thái của xung đột kịch, hình thái như thế nào? Thầy nhớ. Như thế nào thì là hình thái bi kịch, như thế nào là hình thái hài kịch, và như thế nào là hình thái chính kịch. Thầy nhớ là bi kịch là cái sự kiện, cái sự kiện kết thúc ấy, và nó đập tan, phá vỡ cái sự kiện ban đầu là bi kịch. Còn sự kiện kết thúc của hài kịch là biên, sự kiện kết thúc mà nó khôi phục lại cái sự kiện cái tình huống ban đầu trước khi cái tình huống mở đầu xảy ra là hài kịch. Mà còn cái hình thái mà nó không đập tan, không khôi phục, mà cái sự kiện sau là hiểu rõ hơn, hiểu rõ thêm và sâu sắc thêm cái sự kiện ban đầu, thì đấy là chính kịch. Cô ấy tuổi thì cô thủ thì, thế còn tôi già thì để tôi nói to. Tức là đi kịch, tức là ta biết là một vở kịch thì đó là một hệ thống hành động nhằm thay đổi tình huống xuất phát sang một tình huống khác, đó là hành động kịch. Thế nếu nó là hành động bi kịch thì nó không thay đổi được tình huống xuất phát mà nó hủy diệt cái tình huống xuất phát, nó làm tan tác cái tình huống xuất phát. Thế còn hài kịch thì nó khôi phục lại tình huống trước khi xảy ra tình huống xuất phát. Hamlet không khôi phục được mà là chết 7-8 cái, 6-7 cái chết, và bố cũng chết, quên, mẹ cũng chết, chú cũng chết, mình cũng chết, một số người khác cũng chết lây theo, kể cả người tính giá đến mình học về gì à. Và ta biết rằng cái vương triều ấy là vào một cuộc khủng hoảng lớn. Tức là vương triều của Hamlet dứt khoát vào sau kết thúc kịch là vào một cuộc khủng hoảng lớn. Còn tắc thiết ấy, thì sau khi đuổi được thằng tắc thiết đi, thế là bố xin lỗi con trai. Bố cũng nói là tí nữa khổ quá đã, bố mẹ con mà Marian mà lấy cái thằng tắc thiết, cái thằng ăn tham, cái thằng dâm dục và cái thằng lừa đi, thì đời con là ăn cá. Thế là mọi người vui vẻ lại. Thế vui vẻ nó là tình huống trước khi có cái thằng tắc thiết bước chân vào cái nhà này. Như thế là nó khôi phục lại tình huống trước khi tình huống xuất phát xảy ra, trước khi có cái thằng tắc thiết, trước khi có cái thằng tắc thiết vào nhà này tử tế. Có chuyện gì đâu, từ khi thằng tắc thiết vào cái thì cảnh một người đã thấy là bà đùng đùng ông hôn đi vắng, nhờ mẹ đến để giúp duy trì đạo đức gia đình, rồi là con cháu nó phản đối thì tắc thiết, bà thì bình tắc thiết, thế là cãi lộn nhau là đùng đùng bỏ về. Thế mở đầu của kịch nó đã lộn xộn cả nhà lên rồi. Thế còn sau khi đuổi tắc thiết đi rồi thì gia đình lại trở lại yên vui. Và trở lại yên vui tức là tình huống trước khi có thằng tắc thiết. Thế đấy nó là hài kịch thì nó mới vui. Thế còn chính kịch thì cái hành động kịch nó không nhằm cải biến tình huống xuất phát mà nó bộc lộ được cái chiều sâu của cái tình huống, làm cho ta hiểu rõ những cái động lực tiềm ẩn của cái tình huống rõ hơn trước. Tức là cái tình huống xuất phát ấy kết thúc vào kịch, ta hiểu cái tình huống xuất phát sâu sắc hơn rất nhiều.
thế thôi. Nó không kết thúc vui, nó không chẳng kết thúc buồn, nhưng mà nó hiểu đầu hơn lên, nó hiểu đầu hơn lên. Thì hay là nói một cách khác, thì nó phục hồi cái cảnh huống có thật nhưng chưa được phát hiện, do những lần lạc vẫn là cảnh huống đầu trong những khả năng tiềm tàng của nó. Đấy, nói đúng chữ là như thế. Thế bây giờ tôi sẽ nhận được vào kinh này và vào kinh viết sau thời sáng. Nhưng mà để lấy ví dụ, mà cái ví dụ như của Voltaire, ví dụ của Montesquieu, đó là ít biết. Nhưng mà ví dụ như kiểu của Ibsen các thứ thì ta đã có rất lâu nay thì chưa dựng ở đây nữa, nhưng mà vở khá phổ biến ở đây vì đã có dịch ông Đoàn Công Tứ Ấn Độ dịch. Nora chúng ta đã đọc chưa? Ngôi nhà búp bê nó có hai tên, một là ngôi nhà búp bê, hai là Nora. Cái công chuyện của đó chỉ là đơn giản thế này thôi, một cái gia đình hết sức yên ấm. Vợ là quá, thế thì vợ ở nhà đan lát kêu của trông non con cái, chồng thì là một ông cán bộ thủ trưởng ở cơ quan luật pháp. Thế sau để có một đứa nó đi, ông này có một đứa đi đuổi một đứa, thế thì cái thằng bị đuổi nó lại biết được cái chuyện là trước đây vợ ông này là có làm giả mạo giấy tờ. Giả mạo thì thực ra cũng không có gì sai trái lắm, chẳng qua là đưa ngày tháng sống lên đây. Tức là bố của Nora này này chết để lại một cái gia tài, thì đáng nghĩa là cái ngày ấy thì cái di chúc mới có giá trị, mới bắt đầu hữu hiệu. Thế vì chồng ốm cho nên cô này đã phải làm giấy sớm hơn lên để có tiền cho chồng đi đi dưỡng bệnh sở ý. Thế cái thằng mà nó định tôi cả, thế là khi chồng biết như thế xỉ vả nô ra như thế, tôi không ngờ cô lại là thế. Thằng này là thằng làm tư pháp mà thấy vợ dây dưa vào chuyện giả mạo giấy tờ thì man tiếng và cũng có thể là dễ mất chức, cho nên chỉ bảo vợ rất ghê gớm. Nhưng mà cái thằng mà nó định tố cáo thì nó lại yêu một cô, và chính nhờ cái cô ấy thì nó khuyên ra nhau, và thằng ấy là nó nghĩ cái chuyện không nên phá vỡ cái gia đình này, cho nên nó giúp, nó không tố cáo nữa. Và khi không tố cáo nữa thì anh chồng lại quay lại mới thấy rằng là vợ mình là người rất tốt, này nọ ca ngợi vợ các thứ vân vân. Và Nora đã thấy đầy đủ bộ mặt thật ích kỷ của chồng, và Nora đã bỏ nhà ra đi, sập cái cửa lại. Và trong các cái nhà lý luận văn học và sân khấu thế giới, người ta đã gọi là đấy là một tiếng đập cửa vào cái ngôi nhà không tiền. Và cũng có người gọi nó là giống như là vở Kowalski, vở Dân Tố, đấy là một cái tiếng chớp, một cái ánh chớp sáng ở trong cái đêm tối của chế độ không tiền. Thế thì phải nói là thế này, qua cái vở kịch này tiếp xem chúng ta sẽ còn phải nhắc đến nó khi nghiên cứu về cái sự khủng hoảng của tri kịch. Khủng hoảng của tri kịch thì có nhiều người gây khủng hoảng lắm, nhất là vào kịch hiện đại. Nhưng mà ông ít xem thì tôi sẽ phân tích về cái khủng hoảng ấy khác sau. Còn bây giờ chỉ nói cái này này, tức là theo quan điểm ít xem ấy, tức là cái gia đình Nora thực tế cho chúng ta thấy được nó không có nền tảng thực sự của tình yêu.
Vì tình yêu thì phải lúc thử thách mới biết rõ thực chất nó thế nào. Vui vẻ cả, hôm nay rủ vợ đi hút thuốc, mai rủ vợ đi ăn chả cá, rồi ngày kia thì lại rủ đi du lịch Sapa, đời biết thì làm gì là vui. Đó. Nhưng khi hoàn nạn xảy ra thì mới biết được cái tình yêu ấy nó mạnh hay không mạnh, và nó thật sự hay không thật sự. Phải nói rằng Nora làm cái việc mà giả mạo giấy tờ này, thì thực chất không phải là giả mạo, chẳng qua là trước sau thì cũng được cái lá thái đó. Nhưng mà vì cần có sớm cho nên phải đăng ký đắc tê lên một tí, tức là đưa ngày tháng sớm hơn lên một tí, để cái gì chúc cái nó yếu hiệu thì có tiền cho chồng đi quỷ. Vậy thì nó ra làm là làm gì chăng, chứ đâu phải là vì mình à. Nhưng mà thằng chồng thấy cái việc ấy lại động đến danh dự và động đến địa vị của mình thì đã đối xử quá mà nó ra hết sức. Thế xong rồi một cái, đến lúc biết được cái thằng kia ông tố cáo vợ thì cái mặt của ông lại quay lại, lại nghĩ vợ ôi giời ơi, em ơi, em là một người biết họ, em là người biết họ. Nó ra mới biết tở tở một cái bộ mặt gian dối trá hư thật. Và chẳng biết với ông ấy xem nó mới đặt cái tên là ngôi nhà búp bê. Thế ra là nó lâu nay nó coi mình chỉ là một thứ búp bê của nó thôi. Cái nền tảng của tình yêu là không có. Cho nên Nora thực ra là không mất chồng, và mất một người không yêu mình, một người ích kỷ. À, nó gọi là buồn lắm thì nó cũng chẳng buồn, vui thì chả có gì mà vui. Nhưng nó cho ta hiểu một cái nền tảng gia đình tư sản phong kiến, vừa tư sản vừa phong kiến, nó không bền vững và nó không dựa trên những cái nền tảng chắc chắn, thế nó là chính kỷ. Thế gần đây ở Sài Gòn ấy thì ai nhiều trong người thì có người lại hiểu chính kỷ tức là tịch chính trị. Thế là phải nói về những đề tài chính trị thì gọi là chính kỷ, tức là chính kỷ nó nằm ở giữa cái bi kỷ và hài kỷ. Tôi đọc cái này xong ta nghỉ để dành hơi để tối nay xem đá bóng. Tức là cái này đọc nguyên văn mà tôi đã ghi ở trong sổ tay của tôi. Quan điểm kịch ánh sáng là trình bày khả năng đạt đến trạng thái hợp lý tự nhiên mà nhân loại không có được. Không hiểu thôi, do thói xấu của nó, do cách tổ chức bất hợp lý của xã hội, kịch ánh sáng cho thấy chính khả năng lý trí có thể giải thoát loài người khỏi những nỗi khổ và xung đột, đưa họ tới vương quốc hoàn hảo của cái thiện. Tức là quan điểm của ánh sáng vẫn có một cái gì đáng yêu, nhưng mà hơi hồn nhiên ở cái chỗ là cho tất cả cái bất hợp lý, cái đen tối, cái nỗi khổ của loài người này suy cho đến tận cùng là do chúng ta không lý giải nó một cách đến nơi đến chốn, hoặc là do nhận thức sai lầm, hoặc là do cái thói xấu, hoặc là do cái tổ chức xã hội không hợp lý. Và chỉ có dựa vào vương quốc của lý trí, nhận thức rõ luật xã hội và tổ chức lại nó một cách hợp lý thì loài người sẽ có thể đến được một cái xã hội nó hoàn thiện. Đấy là quan điểm của các nhà viết kịch thời ánh sáng. Thế thì tóm lại một câu kết luận về cái ánh sáng là thế này: thời kịch ánh sáng là đã ra đời vào lúc mà cái chế độ phong kiến chuyên chế đã lung lay, đã có những sự rạn nứt. Nó báo hiệu cái sự
tự khẳng định vị trí của giai cấp tư sản, nó khẳng định khoa học. Và trước cái những tình trạng bất hợp lý của xã hội thì nó soi rọi vào các cội nguồn của xung đột, với ý rằng sở dĩ mà xã hội như thế chính là vì con người không hiểu, không biết cái logic khách quan của nó, không biết cái cội nguồn của nó, hay là nói cách khác là do những lỗi lầm, do hiểu lầm, do thiếu nhận thức khoa học. Và kích của nó soi rọi vào các cội nguồn xung đột của xã hội. Và trình bày ra những lỗi lầm, những sự hiểu lầm, dùng yếu tố nhận biết để lấy lại cái sự thật của xã hội. Thế còn công lớn của nó, tức là nó đã tạo ra được một thể tài mới của sân khấu, đó là thể tài chính kịch. Vỏ của nó thì phải nói là như tôi đã nói lúc đấy, là tư tưởng quan niệm phải nói là nó đúng, nó hay, nhưng mà tác phẩm của nó ở đúng cái thời kỳ thế kỷ 18 thì không có nhiều tác phẩm mà hay bằng lý luận của nó. Tức là nó có cái sự so sánh giữa nhận thức lý luận với lại cái sáng tạo cụ thể. Đấy. Nó không có những cái tác giả lưỡng lừng kiểu như thời cổ điển hay là thời sử cung, nhưng nó sẽ báo hiệu một loạt các nhà văn cỡ lớn lên phía sau. Đúng giờ à, thì mấy phút thế hôm nay lên lớp không ạ? Lên lớp đến đây thôi nhé, nên tối nay nó thua hay nó được thì cũng bình tĩnh nhé. Đó, tôi nói được rồi.